Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Vạn vật đều có từ trường, những vong linh chưa siêu thoát còn lại ở cõi trần cũng là một dạng từ trường. Cái này không thể thấy bằng mắt thường, giống như xung quanh ta có vô vàn loại sống khác nhau, không thể thấy được bằng mắt. Cơ thể của ta cũng có từ trường riêng và tâm lý con người là từ trường mạnh nhất. Người sinh mùa hè vốn nóng tính, nhiệt thành với mọi người, không khi nào chịu ngơi nghỉ. Đó là những tính cách đặc trưng của người dư hỏa thiếu thủy. Những vị gia chủ có chức vị và tài phú thông qua thuật cải vận theo mệnh khuyết đã chuyển hóa vận mệnh của chính các vị ấy khi ứng dụng mệnh khuyết thủy. Phước báo ấy không phải do năng lực của Khải Toàn mà do chính thân các vị ấy tự giác ngộ. Đây là phương pháp cải vận phù hợp để thay đổi vận hạn. Có hàng vạn pháp môn để hướng thượng, nhưng chính bản thân mỗi người tự nỗ lực. Khiếm khuyết lớn nhất của mệnh thiếu thủy chính là tính nóng nảy. Vì cái tôi của họ lớn hay vì họ quá nhiệt thành? Chỉ có người tự tu dưỡng tâm tánh, trải qua sóng gió của cuộc sống, đến khi khai ngộ mới có thể trả lời cho chính mình. Biết mệnh mới có thể cải mệnh, biết bản thân có những mật mã gì, có những ưu hay khuyết điểm gì sẽ có nhiều cơ hội để chuyển hóa. Khải Toàn xin hướng dẫn các phương pháp cải vận. Bản thân chư vị đủ duyên lành xem bài này, đủ phước duyên tự nỗ lực phấn đấu. Phương pháp dụng phong thủy hay thờ thần Phật chỉ là những phương tiện bên ngoài. Ngày ngày nghĩ thiện, ngữ thiện hành thiện chính là cải biến từ bên trong. Người như thế nào là thiếu thủy? Người dư hỏa sinh mùa hè nhằm các tháng tỵ ngọ mùi, tầm đầu tháng 5 đến đầu tháng 8 dương lịch, tùy vào mỗi năm và cần xét thêm cả tiết khí. Các bạn có thể nhìn vào hình minh họa hoặc vào web của Khải Toàn để tự tra ghi lại 8 ô sinh thần bát tự này. Xem tháng sinh là tỵ ngọ mùi, tức là dư hỏa thiếu thủy. Nếu sinh các tháng thân thường là thiếu mộc. Tháng thân tầm sau giữa tháng 8 trở đi. Các bạn lưu ý, nội dung không đề cập về mệnh thủy, bài luận về mệnh khuyết thủy hay mệnh thiếu thủy kết hợp cùng thuật số bát tự tứ trụ. Bát tự tứ trụ hay tử vi số mệnh là hai thuật số luận mệnh chuyên sâu, dựa vào năm tháng ngày giờ giới tính để xét, có tính chính xác rất cao. Dư hỏa tức kỵ hỏa, kỵ hỏa thì dùng thủy để cân bằng. Người sinh các tháng trên đa phần thiếu thủy vì bát tự quá nóng. Hoặc người trong mệnh có tam hợp tỵ ngọ mùi hay tam hợp dần ngọ tuất. Cuối cùng là người sinh tháng tuất vẫn có khả năng dư hỏa. Tháng tốt tầm giữa tháng 10 cho đến giữa tháng 11 dương lịch. Người dư hỏa thường nhiệt tình trong đời sống, luôn muốn cống hiến hết mình. Họ là người rất siêng năng, tính tình nóng nảy, khó kiềm chế. Họ thường thích sống trong môi trường mát mẻ. Nam giới hỏa vượng nước da thường không đẹp, dễ bị sạm. Nữ hỏa vượng sau trung niên thường béo tốt. Phước báo đời này có được là do cá nhân đời trước. Có người có phước về tài phú nhưng kém phước về tình cảm, vì phước có từng phần. Tuy nhiên đời này vẫn có cơ hội vung bồi sau trung vận, bồi phước về tài lộc, về trí, về thọ mạng thông qua ba pháp bố thí. Vì mệnh giàu sang hay nghèo khó có thể thấy trong sinh thần bát tự, đời này những tạo tác có thể tăng hay giảm phước của mỗi người. Giả dụ người có thân lành, có mắt sáng, có giọng nói tốt, đời này hành thiện, ánh mắt thiện, lời nói thiện thì đó chính là dùng phước để bồi phước. Phong thủy chỉ là một phương tiện, mệnh khuyết cải vận hay huyền không phi tinh cũng chỉ là những phương pháp. Khi bạn tin, đủ duyên lĩnh hội có thể ứng dụng được rất tốt. Khi ứng dụng được tốt cũng không nên cuồng tính thái quá, vì pháp môn thay đổi vận khí tốt nhất vẫn là sự tu dưỡng tâm tánh và bố thí. Trước tiên hãy bố thí cho chính thân mình, chính tâm thân mình sự thanh tịnh, thông qua ngày ngày nghe pháp, nghe kinh, đọc sách, thông qua những phút giây thiền định. Dù tử vi số mệnh hay bát tự tứ trụ và cả mệnh khuyết ngũ hành cũng chỉ là những phương tiện trong cuộc sống thôi. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện với ta.
Hải Toàn dành ít tấm lòng của mình chia sẻ đến chư vị có cơ duyên xem video này về những phương pháp thiện lành trong phong thủy hay trong thiền định. Trồng nhân thiện sẽ có quả thiện là điều không phải bàn. Người biết rõ bản thân mới có thể cải vận, vì biết mệnh mới có thể cải mệnh. Người sinh các tháng tỵ ngọ mùi vào mùa hè, hay người trong mệnh có tam hợp bởi dần ngọ túc, là người có lá số rất là nóng, cần thủy để cân bằng. Những mệnh sinh mùa xuân cũng có thể cần thêm thủy. Vạn vật đều có từ trường, ví dụ màu xanh dương sự mát mẻ là thủy. Những lúc vận kém, chỉ cần thêm vài vật thủy bên mình có thể giúp cho công việc hanh thông đáng kể. Người sinh mùa hè hỏa vượng thì cần thủy cân bằng. Thời gian cũng là phong thủy, mỗi thời gian cho từ trường khác nhau. Mệnh kỵ mộc hỏa thì 2022 cho đến 2027 rất nhiều hỏa. Tính riêng trong năm, sau tháng 9 đến tháng 1 dương lịch là thời điểm kim thủy vượng, tốt với người thiếu kim thủy. Và cả trong ngày giờ cũng có ngũ hành. Biết được các mật mã ấy, lựa chọn tốt thời gian để quyết định những việc hệ trọng. Cả chỗ ngồi, giường nằm, nơi thường đến, tất cả những vật thường xuyên sử dụng để có vận khí hanh thông với bản thân. Người thiếu thủy khi vận khí suy nhất định phải có màu xanh dương hoặc màu đen, nên có các vật liên quan đến thủy, vàng, bạc, đá quý bên mình để gia tăng vận khí. Các vật phẩm bên mình ấy nên gia trì sái tịnh sẽ có thêm sinh khí. Bản thân mỗi người nếu có tín tâm, tin vào mình vẫn có thể tự chú nguyện vào chính những đồ vật này để gia tăng khí trường thiện lành, vì vạn vật đều có tánh và tự trường. Chỉ cần bạn chọn một vật nào đó thường mang theo, ngày ngày chú nguyện những điều lành vào vật ấy, nguyện những điều lành đến với chúng sanh, sau một thời gian sẽ linh nghiệm, sẽ may mắn hơn. Bạn tin bạn thực hiện điều ấy, trừ khi chính bản thân của bạn không đủ tín tâm để khấn nguyện. Những khi thấy vận khí quá kém, hãy ngồi xuống tĩnh tọa, hành thiền tầm 10 đến 20 phút mỗi ngày. Thường xuyên đi tìm bậc thiện tri thức, họ sẽ cho bạn lời chân thiện và năng lượng lành. Cải vận theo mệnh khuyết là một phương pháp, thì thiền định là một phương pháp tu dưỡng tâm tánh. Tâm là gốc, là cội nguồn. Tâm nhiễm ô thì không thể điều phục được cả thân xác này. Trong các pháp môn ấy, người có tôn giáo là người may mắn. Người tin và tín vào thiên địa quỷ thần là người dễ được phò trợ. Mời bạn xem thêm 28 bước cải vận trong kênh của Khải Toàn sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống này. Ảnh hưởng lớn nhất của vận của mỗi người bởi môi trường, bởi ngôi nhà đang sinh sống và cả nơi làm việc, và cả những người thường xuyên bên cạnh. Thay đổi được từ trường xung quanh giúp bản thân hòa hợp hơn, vạn vật đều có từ trường. Tâm thiện lời thiện thì trường tốt nhất cho bản thân của mình, cho nơi sinh sống, cho chính ngôi nhà của bạn. Nếu người sinh mùa xuân kỵ mộc thiếu kim, người sinh mùa hè kỵ hỏa thiếu thủy, cần kim hay thủy để cân bằng trong mệnh, giúp đã thông vận khí thêm cơ hội về tài phú. Mệnh khuyết ngũ hành nhằm tìm ra đúng ngũ hành thiếu để ứng dụng, tức tìm ra dụng thần. Hệ toàn luôn hướng các gia chủ đến sự dưỡng tâm, đó chính là con đường chân thiện, chuyển hóa vận mệnh, chuyển hóa từ bên trong. Đây chỉ là một phương pháp trong nhiều phương pháp. Phương pháp cải biến tốt nhất vẫn là sống cùng nhân quả, là tu dưỡng tâm tánh, đoạn mê tu thiện, ít muốn biết đủ, không tự biến tâm trí của mình thành chiếc thùng rác chứa đầy phiền não. Nội dung chia sẻ được chọn lọc từ những gì tinh túy nhất, từ những bài tập trong các nhóm học online và cả hàng ngàn lá số Khải Toàn đã tra. Kính mong chư vị đủ duyên lành xem và lĩnh hội.
những ai xem và ứng dụng phù hợp là phước của Khải Toàn. Trước tiên hãy giảm ngũ hành để tự cứu mình. Chọn lọc và dung nạp thủy để tăng vận tốt là một việc, nhưng luôn cần tìm hiểu những gì mình kỵ. Bạn nên biết qua những mật mã của hỏa nhằm tự cứu mình trong các lựa chọn hàng ngày. Người kỵ hỏa sinh mùa hè hoặc mệnh có tam hợp hỏa nên hạn chế dùng các những vật sau. Đầu tiên là nuôi mèo, mèo là mộc, nuôi chó là hỏa. Có thể nuôi vì yêu thương, nhưng ở gần chúng nhiều thì không nên, sẽ giảm đi vận may của bạn, nhất là những chú chó to lớn và lông vàng. Màu đỏ, tím, cam, hồng là màu của hỏa. Vật nhiều nhiệt là hỏa, đại kỵ với mệnh thiếu thủy. Về động vật, chó, ngựa hành hỏa, chim, rùa, gắn, dê là hỏa. Trong chuyện ăn uống, các đồ nướng hay lẩu là hỏa, cà phê, rượu, sô-cô-la, ớt đều là hành hỏa. Bạn cần biết những mật mã trên trong lựa chọn hàng ngày để nhằm cân bằng, không phải để tránh triệt hoàn toàn chúng. Dù có kỵ hỏa, bạn vẫn cần sự ấm áp của mặt trời. Giả dụ bạn có một cục sạc dự phòng màu đỏ, ít dùng thì không vấn đề. Ốp lưng điện thoại màu đỏ tím thì không nên, quan trọng nhất là những vật thường xuyên bên cạnh. Sau đây là những con số nhiều mộc hỏa không nên chọn. Đây là những con số mang ngũ hành mộc hỏa, bạn có thể tham khảo thêm website về số hợp mệnh. Khi ứng dụng được các mật mã trên, giảm đi những mật mã trên là bước đầu tự giảm vận kém của mình. Ngày ngày thiền định là một phương pháp khai mở tuệ nhãn, giúp tâm bình khí hòa. Bản thân bạn có thể tự kiểm nghiệm lại trong thực tế hàng ngày, trong 5-10 năm qua, những ai giúp đỡ mình, có phải họ thường sinh vào cuối năm hoặc đầu năm, và ngược lại những ai sinh mùa hè dễ xung đột hơn. Tự bản thân mỗi người nghiệm lại quá khứ, xem lại những mật mã trên có ứng với bản thân hay không, rồi tự mình chọn phương pháp hay phương tiện phù hợp để cải vận. Phương pháp ứng dụng: ăn uống là bên trong, ăn mặc là bên ngoài. Thời gian, tần suất như thế nào, hãy quan sát không gian và thời gian của mỗi ngày của mình. Giả dụ nơi thường xuyên ở nhiều nhất mỗi ngày là gì? Chính là giường ngủ, là chiếc ghế làm việc. Thường xuyên ngồi trên chiếc ghế màu gì? Bàn làm việc có những đồ vật, vật dụng màu sắc gì? Bình thường ta hay ăn những món gì? Đến những quán ăn có màu sắc ngũ hành gì? Màu ra gối mền, màu sắc của phòng, màu của chiếc xe, những món trang sức, màu quần áo hay mặc. Và cả logo, màu sắc công ty, ngành nghề công ty thuộc ngũ hành gì. Cuối cùng, rất quan trọng nên biết ngày tháng năm sinh của sếp, của cấp trên. Nếu bạn là sếp nên liên quan, nên tìm hiểu xem ngày sinh của nhân viên thân tín. Những người sinh mùa xuân hè khả năng kỵ với mệnh khuyết của bạn cao hơn. Người sinh mùa thu đông dễ hợp với bạn hơn. Vì vậy, hãy chú ý quan sát không gian và thời gian. Quý nhân của mệnh thiếu thủy, các bạn cần nhớ khẩu quyết đơn giản: Tý thân thìn hợi. Tý hành thủy, tức là chuột, là ân nhân của mệnh thiếu thủy. Gặp Tý là có nhiều cơ hội được giúp đỡ. Bạn có thể treo tranh ảnh chuột túi hay chuột Mickey. Thìn là thủy khố, tức là kho thủy. Thân là trường sinh của thủy. Gặp rồng hay gặp khỉ là được xem là quý nhân của mệnh thiếu thủy. Nếu trên bàn làm việc của bạn có những tượng rồng hay tượng khỉ, tranh ảnh liên quan cả hai đều rất tốt. Màu chủ đạo của mệnh thiếu thủy là xanh dương hoặc màu đen. Ngoài màu sắc còn nhiều vấn đề khác, đề mục khác giúp bạn cải vận, trong đó bao gồm mật mã quý nhân. Tý thân thìn hợi là mật mã cần ghi nhớ. Những người sinh tháng hay năm có những mật mã này có thể giúp bạn vô điều kiện. Nếu bạn lương thiện, sự giúp đỡ đó thật xứng đáng. Ví dụ người tuổi Tý sinh tháng Thân hay người tuổi Thìn sinh tháng Hợi đều là quý nhân. Những người có các mật mã này là quý nhân của mệnh thiếu thủy, khi hợp tác với họ hay có người yêu là họ, hoặc chỉ ở cạnh họ cũng có thể thêm may mắn. Các mật mã trên có thể áp dụng cho việc chọn ngày lành, tiến hành những việc quan trọng giúp công việc dễ hanh thông. Đặt hình tượng trên bàn làm việc: một con gà, một con khỉ, một con trâu là kim. Mỗi sáng tắm soi gương là hành động kim thủy. Tốt nhất nên có tranh tượng rồng hay khỉ hoặc là chuột. Trang sức hành thủy.
chủ đạo là đen và xanh dương, hình tượng chuột, heo, khỉ và rồng. Mệnh thiếu thủy sinh mùa hè nên biết dựa vào màu sắc và hình tượng chủ đạo khi chọn trang sức để thêm vận khí của bản thân. Ví dụ chiếc vòng có hình con rồng, chiếc nhẫn có viên đá màu xanh lam, vàng bạc là kim cũng rất tốt với mệnh thiếu thủy, trừ khi bạn kỵ kim. Nhẫn kim cương là vật rất nhiều kim thủy, chiếc đồng hồ Rolex là vật kim quý. Nếu gặp vận kém nên thường xuyên mang theo nước bên mình, tắm gội nhiều hơn một tí và tự thưởng cho mình một vòng tay đá quý màu xanh lam. Những vật có từ trường hợp gia tăng cho bạn cơ hội thuận lợi, cho bản thân của bạn thêm năng lượng thiện lành, thêm sự lạc quan, thêm tinh thần thoải mái, nhưng chính bạn cần có niềm tin khi dùng những vật ấy. Người thiếu thủy đeo đồng hồ bằng vàng nhằm dùng kim sinh thủy. Rất tốt khi đeo lắc vàng ở chân, nên đeo ở chân trái. Những bạn nữ thiếu thủy thường xuyên kỵ mộc hỏa, không nên chọn những đồ vật có màu đỏ, tím, cam, hồng. Những món trang sức hay giày dép cũng như vậy, màu sắc chiếc xe thường sử dụng, ốp lưng điện thoại và cả hình nền. Trang sức có từ trường tốt và giá thành vừa phải cho người thiếu kim thủy chính là thạch anh tóc đen hoặc tóc trắng. Những cô nàng khuyết thủy cực độ rất thích soi gương, có cảm tình đặc biệt với những bộ trang phục màu đen. Khi đi ra ngoài diện những bộ trang phục màu đen này, họ tự tin hơn hẳn. Thiếu thủy mà được người ấy tặng cho nhẫn kim cương thì quả là một món quà vừa hợp phong thủy vừa chất lượng. Những đồ vật quan trọng nào thường xuyên bên mình nên gia trì sái tịnh sẽ có thêm từ trường tốt lành. Tự bạn mỗi ngày tự chú nguyện điều lành vào chính các đồ vật ấy. Thủy trên cơ thể. Người thiếu thủy lưu ý trên cơ thể. Cai quản hành thủy chính là tai, miệng và lưỡi, ruột, bàng quang cũng vậy, và cả thận, cơ quan sinh dục. Người thiếu thủy tốt nhất nên đeo trang sức bằng vàng bạc ở tai. Nếu dùng được ngọc trai là tốt nhất. Lỗ tai của người thiếu thủy càng tròn thì càng tốt. Người thiếu thủy cần thường xuyên vệ sinh tai, không nên để tai bẩn, do các chữ liên quan đến tai, nhĩ đều là thủy. Mắt là hỏa, tóc là mộc, mũi là kim, miệng và tai đại diện cho thủy. Trên gương mặt, mắt và phần đầu đại diện cho hỏa thì miệng, lưỡi, tai đại diện cho thủy, nên xem trọng các chi tiết này. Khi cảm thấy mệnh của mình kém, nam giới có thể thêm một chiếc bông tai trái bằng vàng trắng, vì tai là thủy, thêm một vật có kim để trợ thêm thủy. Phụ nữ khi sơn móng tay, sơn móng chân nên chọn màu sáng. Nam giới không nên giữ nhiều râu, lông, tóc móng. Nhất là móng. Móng đại diện cho mộc, mộc có thể sinh hỏa, càng không nên nhuộm tóc đỏ, tóc vàng. Mỗi khi đi ra ngoài trời nắng nên nhất định cần đeo kính mát. Người thiếu thủy nên đeo kính mát vì họ kỵ hỏa, kính mát có thể trắng hỏa. Không nên đeo kính màu đỏ là hỏa. Khi đeo kính mát nên dùng gọng kính bằng kim loại, vì kim loại là kim, hình tròn cũng đại diện cho kim. Mệnh thiếu thủy khi vận kém, hãy xem lại mắt, dễ bị thâm, gương mặt cần trắng sáng mới có thể hành vận tốt. Trước khi đi ngủ cũng cần hấp thu thủy, ngủ trên chiếc giường tầm 6 đến 8 giờ là nơi quan trọng rất mỗi ngày, là nơi quan trọng nhất của mỗi ngày. Vì vậy gối mền ra giường cũng nên chọn màu sáng hoặc xanh lam. Nên để cạnh một chai nước lọc, gia tăng vận thủy. Hỏa là hung tinh, tuyệt đối không nên sạc điện thoại ngay cạnh đầu giường, sẽ không tốt cho sức khỏe. Vừa tự làm vận mình kém đi, hành động sạc điện thoại là hành động hấp thu hỏa khí. Mỗi sáng khi thức dậy, mệnh thiếu thủy nên tắm sáng. Nhà vệ sinh nên có bồn tắm. Càng tắm ngâm mình lâu trong nhà tắm càng tốt, trừ khi thời tiết quá lạnh. Nên tỉa sạch lông mũi, để lông mũi lộ ra là tượng hao tài. Tắm gọi là thủy, soi gương là hành động kim thủy, rất tốt mỗi sáng. Mỗi sáng hãy nhớ bước chân xuống giường ở hướng Bắc hoặc hướng Tây Bắc. Không gian sống của mệnh thiếu thủy. Nhà vệ sinh là nơi nhiều thủy nhất. Có điều kiện hãy sắm luôn bồn tắm để ngâm mình. Không gian sống của mệnh thiếu thủy nên có nhiều nước, càng mát mẻ càng hành vận tốt, lấy màu xanh lam làm chủ đạo. Dù xanh sậm hay nhạt, có thể pha thêm màu trắng xám. Có những vị khuyết thủy cực độ, họ rất thích màu đen, từ quần áo ra gối mền. Người thiếu thủy cực độ thiết kế nhà vệ sinh theo kiểu mở,
tức hoàn toàn bằng kính. Nhà vệ sinh này rất nhiều kim thủy, có công năng thủy cực lớn để bổ trợ mệnh. Chỉ có mệnh thiếu thủy mới có thể thực hiện thiết kế theo kiểu này, các mệnh khuyết khác hoàn toàn không nên. Nhà của người thiếu thủy đột nhiên mất nước là điềm báo không tốt, vì tự dưng mất đi thủy. Người thiếu thủy không ngại nhà vệ sinh rò rỉ nước hoặc tường nhà ẩm thấp. Việc này tượng trưng cho có vận tốt. Nếu có hiện tượng này, hãy tìm một việc nào đó liên quan đến vận may và thực hiện ngay. Việc thờ phụng Quan Thế Âm, vị Bồ Tát này mang hành kim, tự màu trắng áo trắng càng nhiều kim thủy. Việc thờ phụng này rất phù hợp với người thiếu kim thủy. Ngược lại, có người thích Quan Đế Quân, vị này mang hành hỏa, chỉ tốt cho mệnh thiếu mộc hỏa. Căn nhà của người thiếu thủy nên đón ánh nắng vừa phải, nhất là ánh nắng của buổi chiều không tốt cho mệnh lẫn sức khỏe. Những căn nhà hướng Tây luôn rẻ hơn, vì nắng chiều là nắng hại, phía Tây còn đại diện cho phương Tây cực lạc. Gian phòng phía Tây chỉ phù hợp với người lớn tuổi, là nơi có từ trường tĩnh lặng, không phù hợp cho trẻ, cần năng động hơn. Từ cửa sổ nhìn ra thấy sông nước là tốt lành. Từ ban công nhìn ra thấy nước, thấy kiến trúc hình gợn sóng là thủy. Đối diện nhà bạn có nhà thờ, tiệm rửa xe là kim thủy, và cả tiệm cá cảnh, tất cả đều là hành thủy tốt cho mệnh này. Ngược lại, đối diện nhà bạn là nhà hàng Á, tiệm điện, điện máy, kiến trúc hình nhọn có nhiều màu đỏ, sẽ giảm đi vài phần tốt của mệnh thiếu thủy. Nơi có thủy trong nhà, ngoài nhà vệ sinh là những nơi có vòi nước, nơi có bình nước. Bạn có thể thiết kế gương to, gương đại diện cho kim thủy. Trên bàn làm việc treo một bức tranh củ ngư, tức tranh chính con cá, tranh rồng, tranh chuột, tranh sông nước. Những rắc rối phát sinh trong mỗi năm của mệnh thiếu thủy bắt đầu từ hai phương vị mà hai sao ngũ hoàng nhị hắc bay đến. Không nên nằm hay ngồi lâu ở những phương vị này. Tìm ra hai hung tinh này treo ở đây, phương vị này, 6 đồng tiền đồng nhằm hóa giải ngũ hoàng và nhị hắc. Vật bằng kim loại có công năng hóa sát. Mời các bạn nhìn vào đồ hình hai hung tinh bay vào hàng năm. Trang trí nhà bếp màu sáng và giữ vệ sinh. Mệnh thiếu thủy sợ nhất là hỏa, bếp là nơi hỏa khí vượng nhất của mỗi nhà. Để giảm tính hỏa, nhất định trang trí nhà bếp màu sáng. Ánh đèn trắng là kim thủy, không nên dùng đèn bàn. Gạch lót bếp cũng nên dùng màu đen hoặc màu sáng. Chính vì bếp hỏa vượng không mang lại may mắn cho mệnh thiếu thủy, người thiếu thủy kỵ nhất là tạp vật, kỵ nhất bếp bị bừa bộn, nhất định gây trở ngại cho sự lưu thông của thủy. Dù kỵ hỏa ra sao, nhất định bếp phải nổi lửa, vì đây là nơi sinh vượng khí cho cả gia đạo. Người nấu bếp tăng vận đào hoa tường nội. Hướng Tây Bắc trong nhà và cả phòng làm việc phải thường xuyên sạch sẽ. Phương vị này nên có những đồ vật trắng xám, trừ khi nam chủ nhân trong nhà kỵ kim. Chính vì bản thân kỵ hỏa vượng, mệnh thiếu thủy khi dùng nhà bếp kiểu mở, tức là nhà bếp và phòng khách liền nhau, đây là kiến trúc không tốt với họ. Phương vị có thủy tốt theo năm. Trong cửu cung phi tinh, ngôi sao nhất bạch thủy tinh là mật mã tốt lành, tài phú về may mắn. Ở vận 8 hay vận 9, nhất bạch là sao của tương lai, sao của sinh khí. Hãy tìm ra phương vị có sao nhất bạch trong mỗi ngôi nhà, phương vị các tinh của người thiếu thủy. Tại đây bài trí vật thuộc thủy, có thể là bể cá hay một bức tranh củ ngư, tranh chính con cá. Ngôi nhà được lập quẻ theo huyền không phi tinh là chuẩn nhất. Tuy nhiên, thuật số này không dễ tiếp cận. Đơn giản hơn theo phi tinh lưu niên, tức phi tinh mỗi năm, tìm ra ngôi sao nhất bạch hàng năm bay vào phương vị nào trong nhà mình. Có hai phương pháp thu nạp thủy của mỗi sáng. Khi bạn thức dậy, mặt nên hướng về nhà vệ sinh là hướng tốt. Người thiếu thủy nên hướng về hướng Bắc hoặc hướng Tây Bắc cũng tương tự. Hai hướng này thuộc hành kim và thủy. Phương pháp thứ hai, tìm ra vị trí của sao nhất bạch mỗi năm. Mỗi ngày thức dậy, mặt có thể hướng về đây. Giả dụ 2023 nhất bạch vào Tây Nam, qua 2024 nhất bạch vào hướng Đông, đến 2025 nhất bạch vào Đông Nam. Ví dụ trong năm 2023, khi thức dậy mặt nên hướng về Tây Nam vài giây trước khi đánh răng rửa mặt, giúp thêm may mắn. Ban đầu có thể hay quên nhưng từ từ sẽ quen.
Phương vị có sao Nhất Bạch bay vào mỗi năm nên đặt một chiếc quạt gió màu trắng hay xám. Nếu bật trong nhiều giờ có thể thúc đẩy sao các tinh này gia tăng vận tốt trong ngôi nhà. Để tìm ra vị trí từng sao và ý nghĩa cụ thể, mời các bạn xem chi tiết ở website Mục Củ Cung Phi Tinh. Các bạn có thể nhìn vào đồ hình sao để nhận biết vị trí hàng năm của Nhất Bạch Thủy Tinh bay vào. Chú ý bàn làm việc, nên lưu tâm đến hình thể, vị trí ngồi trong phòng, tránh có hình sát, ví dụ đối diện cửa hay đối diện cửa nhà vệ sinh là đại kỵ. Sau lưng nên có điểm tựa, đừng để góc nhọn xỉa vào bàn ngồi. Sau đó quan sát đến ghế ngồi, những vật trên bàn, màu sắc trong phòng làm việc và cả màn hình nền máy tính. Mệnh thiếu thủy là kỵ hỏa, giờ trưa là hỏa vượng, không phải thời điểm dễ chịu trong ngày. Nhưng với mệnh này, càng về đêm tinh thần càng phấn chấn. Đối với họ khi về đêm như có những nguồn năng lượng chảy trong cơ thể, ý tưởng dạt dào không ngừng, điều mà ban ngày khó có được. Một số mệnh khuyết thủy vẫn có thể khuyết mộc, có thể tận dụng thêm thời gian sáng sớm, trước 9 giờ sáng là giờ của mộc, sau 19 giờ mới là giờ của thủy. Bàn làm việc là nơi quyết định công việc hàng ngày, nên lưu ý vị trí ngồi, màu sắc chiếc ghế, bàn làm việc có những vật dụng gì, phía trước mặt là hình thể gì, xem có tương ưng với mệnh khuyết của mình hay không. Ngồi được ở phương vị tốt về hình thể lẫn lý khí quả là điều không dễ dàng. Nếu được như vậy sẽ có rất nhiều cơ hội thuận lợi trong công việc. Bạn nên chọn những vật hợp ngũ hành, hợp với ngũ hành khuyết giúp công việc hanh thông hơn. Người thiếu thủy luôn cận kề nước và xanh lam. Trên bàn làm việc nên có tượng chuột, rồng, khỉ, không nên dùng tượng bằng nhựa vì nhựa là thuộc mộc. Bạn lưu ý không nên để tượng ngựa, hổ, chó, mèo vì các hành này thuộc là mộc hỏa. Khi đặt tượng những con vật hiền lành, đầu nên xoay vào trong nhà. Nếu muốn giảm đào hoa sát, hãy đặt tượng gà, gà trống trên bàn làm việc, mặt xoay ra cửa chính. Hành động này có công năng giảm đào hoa sát, những đào hoa gây phiền phức. Đá thạch anh đen hay thạch anh trắng là vật rất nhiều kim thủy. Thạch anh có từ trường ổn định và dễ mua. Khi đặt đồ dùng máy tính trên bàn làm việc thì bên tay trái nên cao hơn bên tay phải, vì tay trái đại diện cho thanh long, bên phải đại diện cho bạch hổ. Ghế ngồi dĩ nhiên là màu đen hay màu xanh lam, nên mua thêm tấm thảm để lót ở chân, lót chân và cả lót lưng. Những hành động này mang ý nghĩa lưng tựa thủy, chân đạp thủy, tự mình gia tăng thủy khi ngồi làm việc mỗi ngày. Bạn có thể thêm một bể nước thác phong thủy luôn ngay trên bàn làm việc, nước không ngừng xoay chuyển, xin vượng khí cho không gian này. Giờ tốt cho người thiếu thủy. Mệnh thiếu thủy khá vất vả trong thời gian làm việc ban ngày vì hoàn toàn không có giờ của thủy. Người có vận may mắn nhất trong ngũ hành chính là mệnh thiếu hỏa, vì mỗi ngày họ có 6 tiếng hành vận từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tức giờ tỵ ngọ mùi. Người kỵ thủy nên biết buổi trưa là giờ hỏa vượng, tỵ ngọ mùi là giờ của hỏa, rất kém với mệnh thiếu thủy. Từ 15 đến 19 giờ là giờ của kim, sau đó là giờ của thủy. Thiếu thủy càng về khuya càng có tinh thần. Vì vậy, người thiếu kim thủy nên tận dụng sau 15 giờ. Các khung giờ này nên dành thời gian để làm việc, đưa ra những quyết định quan trọng là tốt nhất. Mệnh thiếu thủy nên dùng các khoảng thời gian sau để cải thiện vận mệnh. Đầu tiên, 7 đến 9 giờ là giờ thìn. 15 đến 19 giờ là giờ thân dậu. Thân dậu thuộc hành kim. 21 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ hợi tý sửu là hành thủy. Bạn có thể xem theo lịch bản niên vào các ngày hợi tý sửu hoặc thân tý thìn, là các ngày có ngũ hành thuộc kim thủy vượng, là các ngày lành để quyết định quan trọng. Ngoài ra còn có thể chọn những ngày có chữ nhâm hoặc quý, cũng là hành thủy. Các bạn lưu ý, nếu bạn sinh mệnh ngày thuộc đinh hành hỏa, không nên chọn ngày quá nhiều thủy. Hợi tý sửu và thân tý thìn là những mật mã chọn ngày lành tháng tốt cho mệnh thiếu thủy. Những con số nhiều thủy, nếu tính số lẻ thì số 1 hành thủy, tính số nhiều thì các cặp số sau. Và đây là các cặp số của thủy mộc. Ví dụ trong 60 giáp tý, số 10 quý dậu thuộc hành thủy kim. Quý là thủy, dậu là hành kim. Có rất nhiều phương pháp luận về số, Khải Toàn chia sẻ số hợp mệnh theo mệnh khuyết. Người thiếu thủy có thể ít quan tâm đến số điện thoại, vì có nhiều số quan trọng hơn nhiều.
đó chính là số nhà, số xe, số tài khoản ngân hàng thường xuyên sử dụng và màu sắc logo ngân hàng của mình. Nếu mỗi ngày bạn tự tích lũy một ít điều lành, sẽ tích tiểu thành đại, sẽ tự tích góp cho mình một chút may mắn, rồi sẽ thành đại may mắn. Xét theo 60 giáp Tý, những con số nhiều thủy nhất, chính là 29, 49, 60. Mời các bạn xem đồ hình sau hoặc vào website có hướng dẫn thêm. Ngoài ra, các bạn nên tham khảo các con số của Mộc Hỏa vì đây là những con số kỵ với mệnh thiếu thủy. Giả dụ bạn thiếu thủy, bạn có thể chọn điện số điện thoại hay số tài khoản ngân hàng là 49 49 49 hoặc 60 60 60. Thức ăn hành thủy. Bạn nên chú trọng đến ăn uống rồi đến ăn mặc. Bản thân Khải Toàn ứng dụng điều này, những gì mặc là dưỡng từ bên ngoài, ăn uống là dưỡng từ bên trong. Người thiếu thủy cần thường xuyên ăn kẹo cao su để tăng cường lượng nước bọt. Khô miệng chính là đặc trưng của mệnh thiếu thủy. Mỗi ngày mệnh thiếu thủy phải nên uống đủ hơn 8 ly nước. Mỗi sáng thức dậy phải uống 1 ly nước to. Uống 1 ly nước âm dương, tốt cho trợ vận và tốt cho sức khỏe. Mệnh thiếu thủy hạn chế ăn đồ nướng hay lẩu vì là hành hỏa. Thường xuyên vào quán màu đỏ, quán cây, quán nướng đều nhiều hỏa. Nhà hàng Âu thì mang hành kim, nơi bán thủy hải sản đương nhiên là hành thủy. Mệnh thiếu thủy cần ghi nhớ, thực phẩm cải vận quan trọng nhất chính là thủy hải sản và cả các loại thực vật rong biển. Rong biển, sữa chua, tổ yến đều hành thủy. Giờ Tỵ ngọ mùi buổi trưa là giờ của hỏa, mệnh thiếu thủy nên ăn cá vào buổi trưa là hiệu quả nhất. Đậu hũ, đậu tương, rau quả, nước trái cây, hải sâm và cả trứng cá là các món thích hợp. Cơm gà Hải Nam chính là món nhiều kim thủy. Tổ yến, mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng. Uống nhiều bia lạnh cũng là thủy. Sữa chua là thủy, đồ uống chua cũng là thủy. Thịt gà, trứng gà là kim. Thịt đông lạnh, kem lạnh, thạch tổ yến cũng là kim. Tuy nhiên, dù bạn mệnh khuyết gì, hãy thường xuyên ăn chay giúp thân thanh tịnh. Mỗi tuần có thể ăn một vài ngày hay ăn một vài buổi ăn chay. Ăn chay rất tốt, không chỉ là giảm sát sanh, tốt cho sức khỏe. Mỗi khi cúng kiến cũng nên cúng chay. Đừng vì tế lễ cho thần Phật mà đi sát sanh, lại tổn hại đến sinh linh khác, tự tổn giảm phước của chính mình. Người thiếu thủy nên thường xuyên uống canh, vì họ cần nhất là nước. Hạn chế ăn lẩu, những món nướng. Ăn nhiều ngày hôm sau không tốt vì nhất định hỏa sẽ bốc lên. Người thiếu thủy càng nên ăn chay vì họ dễ thừa mỡ. Ăn chay nhiều có ích cho cơ thể. Có một loại thực phẩm không thể thiếu, đó là thịt bò, vì thịt bò đại diện cho tài phú tài lộc, nhưng không nên ăn thịt khô bò. Có những loại thực phẩm khác rất tốt để hành vận tốt, đặc biệt với nam giới, đó chính là bào ngư. Bào ngư là vật cực nhiều thủy. Người thiếu thủy có cơ hội nhất định phải ăn bào ngư. Nam giới ăn bào ngư bổ âm tráng dương, bổ thận, đó chính là lý do bào ngư rất quý hiếm. Ngoài bào ngư, các thực phẩm có màu đen rất thích hợp cho mệnh thiếu thủy. Hải sâm cũng là lựa chọn tốt, đặc biệt đối với người cao tuổi vì không có cholesterol. Ngoài ra còn các thực phẩm khác như nước cốt gà, đông trùng hạ thảo, tổ yến, bột ngọc trai. Nuôi cá cảnh thay đổi vận trình nhanh chóng. Cá và sinh vật biển đều hành thủy, mệnh thiếu thủy phù hợp nuôi cá. Nếu bạn không thích cá, bạn có thể sắm hồ, sắm bể, cho mái lọc chạy bên trong, nước không ngừng chuyển động. Tìm vị trí nhất bạch phi tinh của mỗi năm, tại đây nên có một ít nước chuyển động hoặc một bức tranh chính con cá. Tìm vị trí nhất bạch theo huyền không phi tinh, nơi này có thủy là có tài phú, giúp công việc hanh thông. Huyền không phi tinh là một thực số luận về lý khí trong phong thủy nhà ở. Những ai có tính cầu toàn có thể áp dụng phương pháp nuôi cá theo số trong phong thủy. Trong hồ nên có 6, 7 hoặc 10 con là tốt nhất. Tuy nhiên không nên quá quan tâm về số lượng nếu bạn chưa giải quyết vấn đề chăm sóc chúng. Nếu bản thân bạn là nam gia chủ, hãy tìm góc Tây Bắc trong nhà, bài trí sinh vật biển, hồ nước, vận khí sẽ hanh thông hơn. Nếu bạn là nữ gia chủ, hãy tìm phương vị Tây Nam trong nhà. Gương là kim thủy, thủy tinh cũng là thủy. Có những đồ trang trí hình thủy tinh, in hình chính con cá là một mật mã tốt lành. Mang thủy về nhà. Mua cá tươi là tự nạp thủy. Người thiếu thủy rất kỳ lạ, nhất định họ phải đi chợ mua rau, mua cá mới thấy dễ chịu. Có thể do mặt đất ở chợ ẩm ướt, đến chợ mua rau cũng là một hoạt động của thủy.
Một số người đến quầy cá mua cá, mũi ngửi thấy mùi tanh, không cảm thấy khó chịu như mệnh khác. Khi đi siêu thị mua rau quả hay mua cá thì ít thủy hơn đi chợ. Nếu đi siêu thị thì cũng nên mua nước lọc, mang nước lọc về nhà. Trong nhà nên thường xuyên đặt một bình nước lọc to. Thường xuyên đặt bình nước lọc to ở phòng khách là phương pháp nạp thủy. Đi sưu tầm những vật như thủy tinh, đến công viên nước và đặc biệt là thường xuyên tự rửa xe, những hành động tự thêm thủy cho chính mình. Khi vận kém, ngoài việc thường xuyên có thủy bên mình, thường xuyên có nước chai nước lọc bên mình, việc bạn làm là nên đi ngủ sớm. Vận khí tốt, người thiếu thủy rất tỉnh táo vào ban đêm, thường xuyên tập trung tốt từ 9 cho đến 3 giờ sáng mỗi ngày. Bạn nên xem lại mình có thói quen này hay không. Những ai theo đạo Công giáo, mỗi dịp đi lễ đi nhà thờ luôn tăng vận thủy, vì hành động được rảy nước thánh lên vùng trán, vùng vai rất nhiều thủy. Nước thánh, nước tức là thủy, vùng hai vai và vùng đầu là vùng tam giác đại diện cho hỏa, nước rảy lên vùng hỏa. Tích nước trong bồn tắm. Chính vì nước luôn gắn liền với mệnh thiếu thủy, trong nhà họ không thể thiếu chỗ mà bỏ đi bồn tắm. Bồn tắm là điều kiện để người thiếu thủy hành vận. Mệnh thiếu thủy không những cần tắm ngay sau khi thức dậy mà còn phải ngâm mình càng lâu càng tốt. Nên tích trữ nước sạch, càng nhiều càng tốt, đây là phương pháp giúp thiếu thủy hành vận tốt hơn. Trên thị trường có những loại quạt hơi nước, mỗi khi dùng cần cho ít nước vào, hơi nước làm ra mát cả không gian, người thiếu thủy sẽ thích điều này. Mệnh thiếu thủy kỵ nhất thường xuyên nấu nướng trong bếp, vì họ không cảm thấy dễ chịu, vì vậy không gian bếp nên có màu sáng và mát mẻ. Nên thường xuyên làm sạch sẽ nhà vệ sinh, thường xuyên rửa xe, rửa ô tô. Trong nhà người thiếu thủy, ít nấu nướng sẽ không phá vận như những mệnh khác. Nhà vệ sinh nên thiết kế kiểu mở, làm nhiều kính, hoặc dùng cửa sổ kính cũng có thể thêm vận thủy. Trẻ thiếu thủy chuẩn bị cho kỳ thi. Vào các kỳ thi hàng năm, cần phải tăng cường vận thủy cho trẻ. Cắt móng tay và làm gọn tóc gọn gàng, vớ giày luôn có màu xanh dương. Thời gian thi có lợi nhất từ tháng 2 đến tháng 5 thường có lợi hơn với người thiếu mộc hỏa, nhưng không có lợi với mệnh thiếu kim thủy. Mùa xuân hè là thời điểm hỏa mộc vượng, kim thủy suy yếu. Vì kỵ hỏa và có thể kỵ cả mộc nên không nên giữ mộc. Mộc là cơ hội sinh hỏa. Việc đầu tiên là cắt gọn móng tay móng chân, tránh cho mộc sinh trưởng. Trẻ thiếu thủy có thể đeo một lắc bạc ở tay trái hoặc chân trái. Người trưởng thành có thể đeo cả khuyên tai để tăng vận kim thủy. Vào những ngày thi, luôn mang theo một chai nước bên mình, một lắc bạc ở chân hoặc tay. Những vật này tốt nhất nên được gia trì sái tịnh. Trẻ em thiếu thủy muốn trở nên thông minh hơn, có thể ăn nhiều cá, uống nước yến, uống cả sữa chua. Mỗi khi ngồi học bài, màu sắc chiếc ghế nên là đen hay xanh dương. Vào buổi tối học bài tốt hơn học ban ngày. Nương vào những người thủy vượng. Phương pháp của mệnh thiếu thủy khá đơn giản. Bạn dùng ngũ hành để cân bằng. Giả dụ khi ăn những món ăn quá nóng, cần rau xanh nhằm để thanh nhiệt, điều hòa món ăn. Mệnh khuyết thủy cũng như thế, tìm dụng thần ứng dụng, tìm người có ngũ hành bạn thiếu cũng là một phương pháp, nương vào họ luôn có lợi cho bạn. Khẩu quyết đầu tiên là Tý Thân Thìn Hợi. Người sinh vào năm tháng 12 cho đến năm tháng 1 dương lịch là người nhiều thủy. Kế đến người sinh từ 8 tháng 11 cho đến 5 tháng 12 và từ 5 tháng 1 cho đến 19 tháng 2. Hoặc trong bát tự của họ có tam hợp thủy cục bởi thân Tý Thìn hoặc là Hợi Tý Sửu. Mời các bạn vào website mục tra lá số, gõ ngày giờ sinh người cần tra sẽ ra những mật mã trên. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, trụ tháng sinh có ngũ hành lực mạnh nhất. Người mệnh thiếu thủy nhất định kỵ hỏa và kỵ thổ nóng, tức kỵ những người sinh tháng tỵ ngọ mùi, sinh vào mùa hè, và những người sinh cả tháng tuất. Du lịch về nơi có thủy. Du lịch về hướng Bắc là tốt nhất để cải vận cho mệnh thiếu thủy, kể cả du lịch đến những thành phố biển hoặc trong thành phố nơi bạn sống có thể đến hồ bơi. Phương Nam là hỏa, phương Đông đại diện cho mộc, phương Tây là kim thì phương Bắc là thủy. Du lịch về phương Bắc, phương Tây, Tây Bắc là gia tăng kim thủy. Khi vận hạn của bạn kém, có một phương pháp là thanh tẩy khí cả ngôi nhà,
hoặc là đi du lịch đến một vùng khác là cách tự thay đổi từ trường, đón nhận những năng lượng mới cho bản thân mình. Du lịch đến vùng cao, vùng lạnh là kim, ví dụ Đà Lạt, Sapa. Đi đến vùng biển hay phía bắc là hành thủy. Mệnh thiếu thủy nên biết, ngoài số nhà, tên đường nên chọn theo thủy. Thì phương hướng của khu vực của mỗi thành phố cũng có ngũ hành. Ví dụ Nam là hành hỏa, phía bắc là hành thủy. Hướng nhà hợp cho mệnh thiếu thủy. Chọn được nhà hợp hướng với mệnh khuyết thêm ít cơ hội, còn phải xét thêm cả số nhà, tên đường, khu vực và cả kết cục. Chọn nhà ở lâu dài khác với chọn ở thuê. Chọn thuê hay kinh doanh nên tính trong 3 năm là hợp nhất. Khải toàn xét theo bát tự tứ trụ, cải vận theo mệnh khuyết. Phong thủy nhà ứng dụng theo loan đầu và huyền không phi tinh. Các bạn xem bài này không nên lưu tâm nhiều đến tông tây tứ mệnh hay là mệnh tính theo năm. Mệnh thiếu thủy nếu chọn nhà thì hướng nam là phù hợp nhất, vì phương nam tọa ở bắc, bắc thuộc hành thủy, phương tọa quan trọng hơn hướng. Nếu khuyết cả kim thì nên chọn đông hoặc đông nam. Vì vậy mệnh thiếu thủy kỵ nhà ở hướng bắc. Trong thuật xem phong thủy địa lý, hình thể nên ưu tiên hàng đầu, ví dụ nên chọn nhà vuông vắn, nhà khuyết góc là nhà kém. Khu vực nên tiện lợi cho công việc, quang cảnh đẹp, càng không nên ở nhà gần chùa hay bệnh viện. Trước tiên là hình thể ngôi nhà, kế đến khu vực, sau đó là lý khí và hướng nhà. Chính vì phương tọa là quan trọng nên cửa nam lưng ở bắc là tốt nhất. Phương tọa quan trọng hơn hướng. Khi ngủ, làm việc, ngồi đọc sách thì sau lưng nên cần vững chãi, nên có điểm tựa cho người, cho con người sự an tâm. Phương tọa tức ở lưng phía sau nhà. Nhà ở căn hộ lại tính theo cách khác, mời các bạn xem thêm tại website. Hoặc các bạn xem video 18 bước chọn nhà có phong thủy tốt. Chọn ngành cho người thiếu thủy. Sau đây là một số ngành thuộc thủy. Bạn làm ngành mình khuyết sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi hơn ngành mình kỵ. Chọn logo công ty theo hành thủy. Mệnh kỵ hỏa mộc tuyệt đối không nên dùng hình vuông, hình tam giác. Vuông là mộc, tam giác, nhọn là hỏa. Hình dạng nên chọn là hình gợn sóng là thủy hay hình tròn là kim. Logo màu sắc chủ đạo rất quan trọng với một thương hiệu. Vẫn theo màu xanh lam hay màu đen của thủy, từ màu sắc chính, logo đến bảng hiệu đến đồng phục, tất cả nên theo xanh lam hoặc đen. Cả tên gọi công ty hay shop mang ngũ hành ý nghĩa gì? Tiếp theo chọn hình dạng màu sắc logo chủ đạo theo mệnh khuyết. Để có được logo đẹp thẩm mỹ, hợp mệnh khuyết quả thật không đơn giản. Một logo và văn tự toàn thủy là hình dạng mềm mại, hình gợn sóng hay hình tròn, màu sắc chủ đạo là đen và xanh dương. Đừng tự triệt thủy. Hỏa là đại kỵ với mệnh thiếu thủy. Một số người thiếu thủy trong tủ quần áo có những bộ trang phục màu đỏ. Họ rất thích sưu tầm đồ đỏ, thích ăn đồ nướng hay ăn lẩu. Đó là những thời điểm vận của họ sẽ suy. Đó chính là ma tính của con người, luôn có ý thích, thích một thứ nào đó kỵ với mình. Thủy trong mệnh vốn yếu, không nên tự nạp hỏa mộc vào người. Điều đó gây tổn hại đến vận thủy trong mệnh. Người thường xuyên vào bếp nấu ăn trong không gian nhiều đèn vàng và màu ấm là cách tăng vận hỏa, giảm đi vận thủy. Bếp vốn là nơi hỏa vượng nhất trong nhà, chỉ hợp với mệnh huyết hỏa sinh mùa đông. Vì vậy, nếu thường xuyên vào bếp nấu ăn cho cả nhà nên trang trí bếp theo gam màu sáng, dùng ánh đèn trắng để giảm tính hỏa. Khi bạn đi dưới trời nắng, không trang bị mắt kính hay là áo khoác, hỏa của mặt trời, hỏa của xe cộ sẽ tăng lên và vận thủy sẽ giảm đi. Mắt kính giúp giảm hỏa của mặt trời vào mắt của mình. Đi nắng nhiều, gương mặt dễ ám đen lại là đại kỵ về tướng mạo, mệnh thiếu thủy cần gương mặt trắng sáng. Ngược lại, nếu bạn là người có nước da đen, đen đẹp sẵn, không phải do ám nắng thì bạn dễ có vận tốt, vì đen vốn là thủy, giống như diễn viên Blackpink. Không nên dùng giày dép hay ví tiền màu đỏ hồng, càng không nên nhuộm tóc đỏ hay vàng. Những nơi chứa nước trong nhà nên chứa nước đầy và vệ sinh sạch sẽ, tránh để cạn nguồn nước hay không sạch sẽ. Hàng tuần nhớ chăm sóc vệ sinh tóc và móng tay, vì móng và tóc là thuộc mộc, nuôi mộc nhiều dễ sinh hỏa. Thay đổi danh xưng để tăng vận thủy cho người thiếu thủy.
Không ít vị nhờ Khải Toàn đặt tên cho con trẻ. Họ chú trọng tên cho đứa trẻ khi còn nhỏ, nhất là những đứa trẻ vừa chào đời. Đó hẳn là phước báo của trẻ từ đời trước. Một gia đình người Hoa, anh chị có ba người con. Khải Toàn xem bát tự và tên của hai người con đầu, khá ngạc nhiên vì tên lót và tên cuối vô cùng hợp với lá số. Nhưng người con út không được như vậy. Hóa ra trước đây anh chị luôn có một vị thầy xem mọi việc từ trong nhà đến cửa hàng làm ăn. Tên của hai người con ấy do chính vị thầy này khuyến nghị. Vị thầy ấy đã mất vì tuổi già. Vì vậy người con thứ ba đặt tên theo cảm tính của gia đình. Đời này khi sinh ra được đặt cho cái tên hợp với mệnh khuyết, đó chính là phước báo của bạn đời trước và phước từ gia đạo cho bạn thời tiền vận. Tuy nhiên từ trung niên, từ sau 20 tuổi, vận của bạn chuyển biến tăng hay giảm từ số mệnh góp một phần là do chính bản thân của bạn tự gia tăng thêm. Tự bạn có thể đổi danh xưng, đổi tên hợp với mệnh. Bản thân, những cha mẹ, những chư vị muốn cho trẻ có cái tên tốt nhất, trước tiên phải được sự đồng thuận của nội ngoại. Đừng vì cái tên mà xung đột không hay. Có những gia đình dành nhau đặt cái tên cho con cháu của mình. Tất cả cũng do duyên phận. Duyên đời này là nghiệp quả đời trước, được sinh ra trong gia đình thiện lành, có sự giáo dưỡng thiện lành cũng là do nghiệp lành. Mời các bạn tham khảo vài tên hành thủy trong đồ hình sau. Vật may mắn của người thiếu thủy dĩ nhiên là liên quan đến nước. Hồ nước, tranh sông nước, tranh củ ngư, tượng rồng, tượng chuột, tượng khỉ, tất cả đều là vật cát tường. Mệnh thiếu thủy treo một bức tranh về sông nước là cách tăng cường vận thủy. Tất cả các tranh liên quan đến sinh vật biển. Tí là thủy, chuột Mickey cũng là thủy. Người dơi Batman cũng là họ chuột. Heo là vật cát tường của thủy. Người nhện cũng là quý thủy. Quen thân với người tên Phúc, tên Phát, tên Hà, tên Giang là những người có thể mang may mắn cho bạn vì tên của họ thuộc hành thủy. Chữ Phúc và chữ Phật là chuột dơi. Vào tháng nào đó trong năm, nếu mà gặp được chữ Phúc tức là có đại lợi, tức là đại cát đại lợi cho mệnh thiếu thủy. Hãy sắm cho mình một quả cầu thạch anh màu đen, một vòng đeo tay thạch anh tóc đen. Đây là những vật hành thủy có từ trường rất tốt. Yếu điểm của người thiếu thủy. Xem đến đây, hẳn bạn đã vượt qua chính mình, đã kiên nhẫn hơn xưa rất nhiều. Càng kiên nhẫn càng nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh. Người sinh mùa hè đa phần nóng tính, dễ bị lôi kéo cảm xúc của họ. Họ là những người rất nhiệt thành trong các mối quan hệ xung quanh. Họ hết lòng vì người khác, chính vì vậy dễ bị chi phối cảm xúc. Nếu nóng giận là bản năng thì điềm tĩnh mới là bản lĩnh. Người biết dùng Phật pháp tu dưỡng tâm tánh sẽ điều phục được tính nóng giận của mình. Điều phục được tính nóng giận vốn không đáng, không còn là nạn nhân của cơn giận dữ. Khi bản tính còn quá nhiều sân hận, tự biện luận tôi là vậy, chịu không chịu thì thôi. Người thiếu sự định tĩnh quá dễ bị lôi kéo cảm xúc, dễ rơi vào sàn diễn của người khác, dễ bị người khác lôi lên sân khấu diễn vở diễn mình không chủ động, rồi tự mang phiền não vào lòng. Bạn hãy tự ngẫm lại, chẳng khi nào thành việc lớn nếu thiếu sự nhẫn nại. Thiếu nhẫn nại, thiếu kiêm nhường, sống cùng nóng giận. Cần một khoảng thời gian, cần những sự xung đột, họ sẽ tự nhận ra. Giảm dần cái tôi, cuộc đời sẽ rộng mở. Người dư hỏa vốn nóng tính, lại vừa bảo thủ, nhất là những người sinh năm Tý, Ngọ, Dần, Mão, Dậu. Họ tốt tính nhưng khó thích nghi hoàn cảnh, tâm dễ bị động. Người không tùy thuận hoàn cảnh hẳn là người đau khổ, chấp vào cái tôi, khó mở lòng với chính mình để thay đổi vận hạn. Bạn hãy tự ngẫm lại, nhìn vào vạn vật, nhìn vào cơ thể. Vạn vật sống tốt tươi nhờ vào thích nghi, thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên. Cơ thể tuần hoàn nhờ vào sự thích ứng vốn nó có. Mệnh kỵ hỏa nên biết, nếu ngày ngày hành thiền nghe pháp là phương pháp tu dưỡng tâm tánh, giúp tâm bình khí hòa, trí tuệ khai mở. Đó chính là con đường tự bồi phước cho chính mình. Không phải phong thủy, cũng chẳng phải thần linh, chính bạn phù hộ cho bạn từ bên trong trước khi mở lòng nhờ thần linh bên ngoài.
vạn pháp từ tâm sinh tưởng. Bạn nghĩ lành, nhìn lành, làm lành, nhưng cần giáo pháp, cần tinh tấn trì giới. Dù mệnh bạn khuyết gì cũng không nên dùng thái quá. Người kỵ hỏa vẫn cần ánh nắng mặt trời, người kỵ thủy vẫn cần nước để dung hòa. Mệnh khuyết ngũ hành nhằm giảm và cân bằng. Tu dưỡng cho tâm thiện lành thật không dễ dàng, nhưng tâm thiện thì tướng chuyển. Hay dụng phong thủy hay giúp cải biến vận mệnh, những phương pháp ấy sớm thì 2-3 năm, muộn thì 5-10 năm. Khải Toàn dành ít thời gian biên tập cho mệnh thiếu thủy, cải vận theo mệnh khuyết, mong các vị đủ duyên lành xem và lĩnh hội. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc. Các bạn tìm Google thầy Khải Toàn, các bạn vào một trong hai website khaitoanphongthuy.com hoặc phongthuycaivận.org. Vào website, các bạn vào mục tra lá số, tự nhập ngày tháng năm giờ sinh dương lịch của mình vào và nhấn tra lá số. Đây là kết quả tra lá số mà bạn vừa nhập vào. Bạn nhấn nhanh vào mục lá số và đại vận. Ở cột ngày và dòng can, tức là mệnh ngày sinh, nhật can. Đây là thông tin của mệnh ngày sinh. Đây là thông tin của ngày sinh thuộc âm hay thuộc dương. Ví dụ, ngày sinh là Nhâm Thủy, cung chính tài là chữ Đinh Hỏa. Đây là thông tin đại vận của lá số. Ý nghĩa 10 nhật can, tức 10 mệnh ngày sinh. Nội dung được trích trong chương 6, nhóm học online. Trong mệnh lý, tháng sinh có lực mạnh nhất, thì nhật can là gốc, mệnh ngày sinh là gốc của mệnh. Mời các bạn tham khảo từng mệnh ngày sinh. Ngày sinh Giáp, hành mộc dương, tượng trưng cho cây to lớn. Ngày sinh Ất, hành mộc âm, tượng trưng cho dây leo. Ngày sinh Bính Hỏa, hành hỏa dương, tượng trưng cho mặt trời. Ngày sinh Đinh, hành hỏa âm, tượng trưng cho ánh đèn, ánh lửa con người tạo ra. Ngày sinh Mậu Thổ, hành thổ dương, tượng trưng cho núi lớn. Ngày sinh Kỷ, hành thổ âm, tượng trưng cho đất mềm. Ngày sinh Canh, hành kim dương, tượng trưng cho kim loại cứng. Ngày sinh Tân, hành kim âm, tượng trưng cho vàng bạc. Ngày sinh Nhâm, hành thủy dương, tượng trưng cho sông lớn. Ngày sinh Quý, hành thủy âm, tượng trưng cho nước ao hồ.
Trong thiền tông có một công án về chiếc gậy thét. Một người đàn ông đến gặp thiền sư, nói rằng mình đang rất đau khổ vì gia đình. Đã bao ngày qua không có cách giải quyết, không có cách nào giải quyết được vấn đề đó, tâm trạng không thể nào được an ổn. Càng nghĩ càng đau đầu, đầu như muốn nổ tung. Thiền sư mở lời, uống trà đi. Người đàn ông vẫn than thở trên gương mặt đau khổ. Thiền sư bèn lấy một chiếc gậy, gõ thật mạnh vào đầu của ông ta. Ông ta giật mình thét lên, ôi đau quá, sao người lại đánh tôi? Thiền sư bình lặng trong giây lát, quay sang hỏi, ông còn có đau không? Vẫn rất đau. Thế vấn đề của ông đến đây nhờ tôi tìm đáp án là gì? Người đàn ông chợt đốn ngộ về hành động của thiền sư, cùng ngồi xuống uống trà. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp nghịch cảnh, gia đạo bất hòa, con cái không vâng lời, bạn bè lừa gạt ta, mất tiền của, thậm chí ly tán và phá sản. Những vấn đề làm ta vô cùng đau khổ, càng nghĩ đầu càng như muốn nổ tung, tràn ngập câu hỏi, vì sao và làm thế nào? Vấn đề không nằm bên trong, đáp án nằm bên ngoài của vấn đề. Câu chuyện chiếc gậy thét là một ví dụ, người đàn ông mãi ôm vấn đề của mình trong lòng, không chịu rời nó. Càng ngày nó càng lớn dần, lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm. Ngay thời khắc chiếc gậy thét đập vào đầu, vấn đề đau khổ ấy tự khắc biến mất. Vì lúc ấy vấn đề thay thế bằng cơn đau bất chợt về hành động khác thường của vị thiền sư. Vì vậy khi bạn quá đau khổ hay bế tắc, hãy nhớ rằng vấn đề nó tự mất nếu bạn chú tâm vào một việc nào khác. Phương pháp tĩnh tọa hành thiền là một bí kíp để bạn tìm ra vấn đề đang mắc phải. Khi bạn chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở, dần dần tâm trí sẽ tĩnh lặng, phương pháp sẽ hiện ra trước mắt. Thông thường bạn không khó để thực hiện phương pháp này, nhưng vào thời hạn vận kém, vận khí của bạn suy, chấp ngã của bạn rất cao, không ai có thể khuyên nhủ được bạn. Bạn luôn muốn lao đầu vào vấn đề, vừa vận kém, vừa chướng ngại, lại vừa chấp ngã. Vậy giải pháp cho vấn đề của vấn đề là gì? Đó chính là sự chuẩn bị ngay từ thời khắc này, chuẩn bị cho các vấn đề và cả chuẩn bị cho cái chết. Trang bị cho tâm trí mình một sự vững chãi, cho tâm trí sự bình lặng trước sóng gió. Khi nó kéo đến, bạn không bị cuốn theo. Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng gây nhau, anh sai, tôi đúng, cô sai, tôi đúng. Trong cơn nổi giận, chỉ có cái tôi là đúng. Nếu một trong hai người hạ mình, một trong hai người tạm bỏ đi chỗ khác, đợi nguội nguội quay về, căng thẳng sẽ giảm đi đáng kể. Con cái đang làm giặc đòi ăn đòi đồ chơi này nọ, bạn đừng quan tâm đến thái độ của chúng, chúng sẽ giảm dần sự làm giặc ấy. Người mất tiền mất của, có đau lòng như thế nào cũng đã mất rồi. Tìm sự việc khác chú tâm vào sẽ giảm đi sự bực dọc ấy. Vấn đề không nằm bên trong, không nằm bên trong của vấn đề, tạm bỏ chúng sang một bên thì vấn đề đó không bám theo bạn nữa. Nói thì dễ mà làm thì không dễ. Mấu chốt của vấn đề là ngày ngày ta huân tập điều gì, tâm tánh sẽ tương ưng như thế. Nếu bạn có sự chuẩn bị cho tâm trí mình một sự thanh tịnh qua các giáo pháp, qua hành thiền, qua ý thiện, nghĩ thiện, tức ngày ngày bạn huân tập điều thiện, khi có xung đột, có chướng ngại, bạn không bị nó đánh mất tâm trí. Nói dễ hiểu hơn, sau thời gian tu dưỡng tâm tánh, tự giác ngộ mỗi khi có chướng ngại, cái chướng ngại ấy giờ đây không còn ngăn ngại bạn nữa, vì bạn không đặt nặng nó, vì bạn giảm dần cái tôi. Không có cái tôi thì làm sao có chữ tôi khổ, làm sao có tôi có vấn đề,
vì vấn đề không có nơi để bám vào. Người ta mắng em dạ A Di Đà Phật. Người ta khen em vẫn dạ A Di Đà Phật. Người khen họ có thể tiếp tục khen để khuyến thiện về sau khi làm được việc tốt. Nhưng với người mắng họ sẽ chán hành động đó. Bản thân Khải Toàn không đặt nặng vấn đề khen chê thì nó không phải vấn đề của Khải Toàn. Suy cho cùng cũng do nghiệp quả, vận hạn phụ thuộc vào mệnh của mỗi người. Mệnh là quả thì tạo tác đời trước là nhân. Đời này có cơ hội chuyển hóa thông qua sự tu dưỡng, thông qua mở lòng bố thí. Người có cái nhìn đơn giản, họ phản biện, tại sao lại phải bố thí? Tiền đâu mà bố thí? Trong suy nghĩ của họ, cứ nghĩ bố thí phải là tiền bạc. Suy nghĩ quá đơn giản. Xin thưa chư vị, trước tiên mở lòng bố thí cho chính mình, sự thanh tịnh. Tự thưởng cho tâm trí của mình những ý niệm thiện lành. Bố thí cho chính mình, chưa phải bố thí cho người khác, cũng chẳng phải là tiền bạc. Bố thí sự chấp ngã, cho nó đi, đừng ôm nó vào lòng. Vận hạn kém, làm không việc gì thành. Chỉ có bố thí cho mình bằng sự buông xả. Buông xả vấn đề thì tự khắc đáp án sẽ xuất hiện. Câu chuyện chiếc gậy thép là một ví dụ. Các vị gia chủ đến trải lòng với Khải Toàn về công việc dạo này không thông, làm gì cũng thất bại. Khải Toàn luôn gợi ý hai phương pháp. Một là hành thiền, hai là khấn nguyện điều lành đến với người người. Trong video 28 bước dưỡng thân dưỡng thần, Khải Toàn có chia sẻ hai chủ đề này. Sau một thời gian 1 đến 3 tháng, vận khí chuyển biến rõ rệt. Chính bản thân họ ngày ngày tự hành thiện thông qua ý thiện, ngữ thiện. Tự sản sinh khí trường thiện, sẽ tương ưng với những người cùng từng sống. Bạn thích nghe Pháp sẽ tìm đến những hội nhóm hay kênh có thuyết Pháp. Đây là lẽ thường vì chính bạn đã trồng nhân thiện. Dĩ nhiên trong cuộc sống có hàng vạn pháp môn, thật khó có thể dùng một hay hai phương pháp để thay đổi được vận hạn. Giả dụ bạn sinh mùa xuân hè, mỗi sáng đứng trước bàn thờ hay sau khi ngồi tĩnh tọa hành thiền, để nguyện điều lành, bạn nên gõ vào chiếc chuông đồng. Đây là âm thanh của kim, tốt với mệnh khuyết kim thủy, đối với người sinh mùa xuân hè. Nếu bạn sinh mùa thu đông thì sau khi khấn nguyện gõ vào chiếc mỏ mộc hay chạm vào một tượng gỗ đẹp là tự gia tăng thêm mình cho điều lành. Người sinh mùa xuân hè thường thiếu kim thủy, tự tìm cho mình một món trang sức vàng bạc hay dùng. Nguyện những điều lành vào vật này là tự gia tăng vận may. Với người sinh mùa thu đông thiếu mộc hỏa, tìm vòng gỗ trầm hoặc đá quý màu đỏ tím, tự khấn nguyện cũng có thể tự cho mình may mắn. Vạn vật đều có từ trường, bao gồm cả tâm lý con người. Vì vậy, đồ vật chỉ là hình tướng, không thể nào có từ trường mạnh mẽ bằng ý chí con người. Nếu bạn có tôn giáo, bạn tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào một người thân nào đó ở bên kia phù hộ bạn, có thể tự kết nối vị hộ mệnh của mình. Khải Toàn có chia sẻ về bài Thần Hộ Mệnh, mời các bạn tự ngẫm. Vận khí suy, làm ăn thất bại. Nhiều người lại nghĩ đến chuyện cúng bái, nghĩ đến chuyện giải hạn. Không có thần linh nào giải được nghiệp quả ta đã bay, chỉ thêm tốn tiền của, tốn công sức của mình khi làm vào điều đó. Càng tổn giảm phước khi cúng bái sát sanh. Thần vật không vì ít xính lễ mà xoay chuyển vận khí của bạn một cách dễ dàng. Khoan vội đi tìm thần ở cõi khác, hãy đi tìm những vị thần ngay gần bên bạn. Họ là những bậc thiện tri thức. Hãy tự ngẫm lại, khi ai đó cầu cứu bạn, nói họ đang có vấn đề rất nghiêm trọng, chẳng phải bạn gặp họ và mở lời, hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, từ từ ngồi xuống nói tôi nghe. Bình là bình thường, tĩnh là không động.
bình tĩnh là người đang thiền. Trong lời văn trên, bạn có quán xét được điều gì hay không? Thứ nhất, bạn cần đi tìm người có khả năng cho bạn lời khuyên, có khả năng cho bạn sự thông đạt. Đó chính là vị thần sống của bạn. Họ là bậc thiện tri thức. Giống như trong câu chuyện Chiếc Gậy Thép, người đàn ông tìm đến thiền sư để đốn ngộ sau khi bị đập vào đầu. Ngày ngày bạn gặp được những vị như vậy, bạn sẽ hấp thụ được từ trường thiện lành từ họ. Những người chẳng bao giờ than vãn, những người luôn bình tĩnh khi nguy nan, vì họ điều phục được tâm của mình. Thứ hai, luôn cố gắng bình tĩnh. Khi bình tĩnh mới có ý nghĩ sáng, mới có con đường, mới có lối thoát cho vận khí suy. Một anh gia chủ ngoài 40 đến gặp Khải Toàn chia sẻ. Năm trước anh ta chia ly gia đình, phá sản, con cái mỗi người một nơi. Tài sản, nhà cửa, đất đai, vợ đứng tên hết. Em mất trắng, em tuyệt vọng. Thời gian đầu em tìm bạn nhậu, nghĩ rằng sau khi say sẽ quên hết chuyện này. Nhưng khi tỉnh dậy, đau khổ vẫn còn đó mà cơ thể rã rời vì kiệt sức. Sau 2 tháng, em tĩnh tâm được đôi phần, nghe các bài giảng của thầy trên mạng về Phật Pháp và phong thủy, em dần dần lấy lại niềm tin. Nay em mạnh dạn đến gặp thầy, muốn biết vì sao vận số của em lại như vậy. Các bạn thấy đó, vận khí suy đi tìm đến những nơi có từ trường u ám, tìm đến những người bạn có từ trường tiêu cực thì vận khí lại càng đi xuống. Vận hạn là một phần, ta tạo tác như thế nào thì nó sẽ tăng hay giảm theo. Bạn sống đời này không gặp chướng ngại, không vượt qua, bạn không thể nào được lên lớp. Chúng ta đến với thế gian này để học hỏi, để thi đậu, để trả những món nợ. Chưa trả xong những món nợ thì không có cơ hội tạo được phước lành, rồi đời sau tiếp tục như thế. Giống như một học sinh không vượt qua kỳ thi phải đi thi lại, rớt thì ở lại, đậu thì lên lớp, rồi lại học, học và thi, đến khi đậu được mới tốt nghiệp. Khải Toàn hồi đáp với anh gia chủ ấy: anh có gì đâu mà mất. Anh đến với thế gian này để trả nợ, trong mệnh của anh hiển thị thông tin như thế. Có phải cả đời anh làm việc vất vả, tiền có rất nhiều rồi lại mất, không còn thời gian cho gia đình con cái, thì làm sao có được gia đạo viên dung. Anh đến với kiếp sống này là để trả nợ, nay anh đã trả xong rồi, phần sau là phần anh tự tạo phước. Anh vẫn quay lại con đường cũ, con đường làm ăn cũ, chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn kiếm tiền và kiếm tiền. Không mở lòng bố thí, không mở lòng cho chính mình thì anh lại mất tiền cũ lần nữa. Thứ anh mất đó chính là sự an lạc. Sự an lạc thì nó vẫn luôn ở đó, nó chẳng đi đâu cả, tự anh vứt nó vào một góc nào đó. Rồi anh lại than sao anh lại khổ. Bước đầu anh đã có duyên với Phật Pháp, anh đã quản kết thiện duyên với những đồng đạo. Đó là bước đầu giúp anh khai ngộ, tự thay đổi vận khí của mình. Từ bây giờ, bạn hãy trang bị cho tâm lý của chính mình những ý niệm thiện lành, tự gieo cho mình những hạt giống quang minh. Dần dần vận khí của bạn sẽ hưng vượng, phước báo sẽ đến. Thông qua con đường hành thiền học Phật, thông qua quản kết thiện duyên với người thiện lành, không chỉ may mắn về phước báo, hạt giống này còn là tiền đề cho bạn về cõi lành. Không ai thoát khỏi được cái chết, không ai biết được mình chết lúc nào. Dù bạn có sợ hãi hay trốn tránh chữ chết thì đó là một lẽ thường trong đời sống này. Có sinh sẽ có diệt, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị hành trang cho cái chết, chuẩn bị cho tâm thức của chính mình. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp nghịch cảnh, gia đạo bất hòa, con cái không vâng lời, bạn bè lừa gạt ta,
mất tiền của, thậm chí ly tán và phá sản. Những vấn đề làm ta vô cùng đau khổ, càng nghĩ đầu càng như muốn nổ tung, tràn ngập câu hỏi vì sao và làm thế nào. Vấn đề không nằm bên trong, đáp án nằm bên ngoài của vấn đề. Câu chuyện chiếc gậy thép là một ví dụ. Người đàn ông mãi ôm vấn đề của mình trong lòng, không chịu rời nó. Càng ngày nó càng lớn dần, lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm. Ngay thời khắc chiếc gậy thép đập vào đầu, vấn đề đau khổ ấy tự khắc biến mất. Vì lúc ấy vấn đề thay thế bằng cơn đau bất chợt về hành động khác thường của vị thiền sư. Vì vậy, khi bạn quá đau khổ hay bế tắc, hãy nhớ rằng vấn đề nó tự mất nếu bạn chú tâm vào một việc nào khác. Phương pháp tĩnh tọa hành thiền là một bí kíp để bạn tìm ra vấn đề đang mắc phải. Khi bạn chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở, dần dần tâm trí sẽ tĩnh lặng, phương pháp sẽ hiện ra trước mắt. Thông thường bạn không khó để thực hiện phương pháp này, nhưng vào thời hạn vẫn kém, vận khí của bạn suy, chấp ngã của bạn rất cao, không ai có thể khuyên nhủ được bạn. Bạn luôn muốn lao đầu vào vấn đề, vừa vận kém, vừa chướng ngại, lại vừa chấp ngã. Vậy giải pháp cho vấn đề của vấn đề là gì? Đó chính là sự chuẩn bị ngay từ thời khắc này, chuẩn bị cho các vấn đề và cả chuẩn bị cho cái chết. Trang bị cho tâm trí mình một sự vững chãi, cho tâm trí sự bình lặng trước sóng gió. Khi nó kéo đến, bạn không bị cuốn theo. Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng gây nhau, anh sai, tôi đúng, cô sai, tôi đúng. Trong cơn nổi giận, chỉ có cái tôi là đúng. Nếu một trong hai người hạ mình, một trong hai người tạm bỏ đi chỗ khác, đợi nguội nguội quay về, căng thẳng sẽ giảm đi đáng kể. Con cái đang làm giặt đòi ăn đòi đồ chơi này nọ, bạn đừng quan tâm đến thái độ của chúng, chúng sẽ giảm dần sự làm giặt ấy. Người mất tiền mất của, có đau lòng như thế nào cũng đã mất rồi. Tìm sự việc khác chú tâm vào sẽ giảm đi sự bực dọc ấy. Vấn đề không nằm bên trong, không nằm bên trong của vấn đề, tạm bỏ chúng sang một bên thì vấn đề đó không bám theo bạn nữa. Nói thì dễ mà làm thì không dễ. Mấu chốt của vấn đề là ngày ngày ta huân tập điều gì, tâm tánh sẽ tương ưng như thế. Nếu bạn có sự chuẩn bị cho tâm trí mình một sự thanh tịnh qua các giáo pháp, qua hành thiền, qua ý thiện, nghĩ thiện, tức ngày ngày bạn huân tập điều thiện, khi có xung đột, có chướng ngại, bạn không bị nó đánh mất tâm trí. Nói dễ hiểu hơn, sau thời gian tu dưỡng tâm tánh, tự giác ngộ mỗi khi có chướng ngại, cái chướng ngại ấy giờ đây không còn ngăn ngại bạn nữa, vì bạn không đặt nặng nó, vì bạn giảm dần cái tôi. Không có cái tôi thì làm sao có chữ tôi khổ? Làm sao có tôi có vấn đề? Vì vấn đề không có nơi để bám vào. Người ta mắng em dạ A Di Đà Phật. Người ta khen em vẫn dạ A Di Đà Phật. Người khen họ có thể tiếp tục khen để khuyến thiện về sau khi làm được việc tốt, nhưng với người mắng họ sẽ chán hành động đó. Bản thân Khải Toàn không đặt nặng vấn đề khen chê thì nó không phải vấn đề của Khải Toàn. Suy cho cùng cũng do nghiệp quả, vận hạn phụ thuộc vào mệnh của mỗi người. Mệnh là quả thì tạo tác đời trước là nhân. Đời này có cơ hội chuyển hóa thông qua sự tu dưỡng, thông qua mở lòng bố thí. Người có cái nhìn đơn giản, họ phản biện tại sao lại phải bố thí, tiền đâu mà bố thí. Trong suy nghĩ của họ cứ nghĩ bố thí phải là tiền bạc. Suy nghĩ quá đơn giản. Xin thưa chư vị, trước tiên mở lòng bố thí cho chính mình sự thanh tịnh, tự thưởng cho tâm trí của mình những ý niệm thiện lành, bố thí cho chính mình
chưa phải bố thí cho người khác, cũng chẳng phải là tiền bạc. Bố thí sự chấp ngã, cho nó đi, đừng ôm nó vào lòng. Vận hạn kém, làm không việc gì thành, chỉ có bố thí cho mình bằng sự buông xả. Buông xả vấn đề thì tự khắc đáp án sẽ xuất hiện. Câu chuyện chiếc gậy thét là một ví dụ. Các vị gia chủ đến trải lòng với Khải Toàn về công việc dạo này không thông, làm gì cũng thất bại. Khải Toàn luôn gợi ý hai phương pháp. Một là hành thiền, hai là khấn nguyện điều lành đến với người người. Trong video 28 bước dưỡng thân dưỡng thần, Khải Toàn có chia sẻ hai chủ đề này. Sau một thời gian 1 đến 3 tháng, vận khí chuyển biến rõ rệt. Chính bản thân họ ngày ngày tự hành thiện thông qua ý thiện, ngữ thiện, tự sản sinh khí trường thiện, sẽ tương ưng với những người cùng từng sống. Bạn thích nghe pháp sẽ tìm đến những hội nhóm hay kênh có thuyết pháp. Đây là lẽ thường vì chính bạn đã trồng nhân thiện. Dĩ nhiên trong cuộc sống có hàng vạn pháp môn, thật khó có thể dùng một hay hai phương pháp để thay đổi được vận hạn. Giả dụ bạn sinh mùa xuân hè, mỗi sáng đứng trước bàn thờ hay sau khi ngồi tĩnh tọa hành thiền để nguyện điều lành, bạn nên gõ vào chiếc chuông đồng. Đây là âm thanh của kim, tốt với mệnh khuyết kim thủy, đối với người sinh mùa xuân hè. Nếu bạn sinh mùa thu đông thì sau khi khấn nguyện, gõ vào chiếc mỏ mộc hay chạm vào một tượng gỗ đẹp là tự gia tăng thêm mình cho điều lành. Người sinh mùa xuân hè thường thiếu kim thủy, tự tìm cho mình một món trang sức vàng bạc hay dùng. Nguyện những điều lành vào vật này là tự gia tăng vận may. Với người sinh mùa thu đông thiếu mộc hỏa, tìm vòng gỗ trầm hoặc đá quý màu đỏ tím, tự khấn nguyện cũng có thể tự cho mình may mắn. Vạn vật đều có từ trường, bao gồm cả tâm lý con người. Vì vậy, đồ vật chỉ là hình tướng, không thể nào có từ trường mạnh mẽ bằng ý chí con người. Nếu bạn có tôn giáo, bạn tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào một người thân nào đó ở bên kia phù hộ bạn, có thể tự kết nối vị hộ mệnh của mình. Khải Toàn có chia sẻ về bài Thần Hộ Mệnh, mời các bạn tự ngẫm. Vận khí suy, làm ăn thất bại, nhiều người lại nghĩ đến chuyện cúng bái, nghĩ đến chuyện giải hạn. Không có thần linh nào giải được nghiệp quả ta đã vay, chỉ thêm tốn tiền của, tốn công sức của mình khi làm vào điều đó. Càng tổn giảm phước khi cúng bái sát sanh, thần vật không vì ít xính lễ mà xoay chuyển vận khí của bạn một cách dễ dàng. Khoan vội đi tìm thần ở cõi khác, hãy đi tìm những vị thần ngay gần bên bạn, họ là những bậc thiện tri thức. Hãy tự ngẫm lại, khi ai đó cầu cứu bạn, nói họ đang có vấn đề rất nghiêm trọng, chẳng phải bạn gặp họ và mở lời, hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, từ từ ngồi xuống nói tôi nghe. Bình là bình thường, tĩnh là không động, bình tĩnh là người đang thiền. Trong lời văn trên, bạn có quán xét được điều gì hay không? Thứ nhất, bạn cần đi tìm người có khả năng cho bạn lời khuyên, có khả năng cho bạn sự thông đạt. Đó chính là vị thần sống của bạn. Họ là bậc thiện tri thức. Giống như trong câu chuyện chiếc gậy thét, người đàn ông tìm đến thiền sư để đốn ngộ sau khi bị đập vào đầu. Ngày ngày bạn gặp được những vị như vậy, bạn sẽ hấp thụ được từ trường thiện lành từ họ. Những người chẳng bao giờ than vãn, những người luôn bình tĩnh khi nguy nan, vì họ điều phục được tâm của mình. Thứ hai, luôn cố gắng bình tĩnh. Khi bình tĩnh mới có ý nghĩ sáng, mới có con đường, mới có lối thoát cho vận khí suy. Một anh gia chủ ngoài 40 đến gặp Khải Toàn chia sẻ. Năm trước anh ta chia ly gia đình, phá sản, con cái mỗi người một nơi, tài sản, nhà cửa, đất đai, vợ đứng tên hết. Em mất trắng, em tuyệt vọng.
Thời gian đầu em tìm bạn nhậu, nghĩ rằng sau khi say sẽ quên hết chuyện này. Nhưng khi tỉnh dậy, đau khổ vẫn còn đó mà cơ thể rã rời vì kiệt sức. Sau 2 tháng, em tịnh tâm được đôi phần. Nghe các bài giảng của thầy trên mạng về Phật Pháp và Phong Thủy, em dần dần lấy lại niềm tin. Nay em mạnh dạn đến gặp thầy, muốn biết vì sao vận số của em lại như vậy. Các bạn thấy đó, vận khí suy đi tìm đến những nơi có từ trường u ám, tìm đến những người bạn có từ trường tiêu cực thì vận khí lại càng đi xuống. Vận hạn là một phần, ta tạo tác như thế nào thì nó sẽ tăng hay giảm theo. Bạn sống đời này không gặp chướng ngại, không vượt qua, bạn không thể nào được lên lớp. Chúng ta đến với thế gian này để học hỏi, để thi đậu, để trả những món nợ. Chưa trả xong những món nợ thì không có cơ hội tạo được phước lành, rồi đời sau tiếp tục như thế. Giống như một học sinh không vượt qua kỳ thi phải đi thi lại, rớt thì ở lại, đậu thì lên lớp, rồi lại học, học và thi, đến khi đậu được mới tốt nghiệp. Khải Toàn hồi đáp với anh gia chủ ấy: anh có gì đâu mà mất. Anh đến với thế gian này để trả nợ, trong mệnh của anh hiển thị thông tin như thế. Có phải cả đời anh làm việc vất vả, tiền có rất nhiều rồi lại mất, không còn thời gian cho gia đình con cái, thì làm sao có được gia đạo viên dung. Anh đến với kiếp sống này là để trả nợ, nay anh đã trả xong rồi, phần sau là phần anh tự tạo phước. Anh vẫn quay lại con đường cũ, con đường làm ăn cũ, chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn kiếm tiền và kiếm tiền, không mở lòng bố thí, không mở lòng cho chính mình, thì anh lại mất tiền cũ lần nữa. Thứ anh mất đó chính là sự an lạc. Sự an lạc thì nó vẫn luôn ở đó, nó chẳng đi đâu cả, tự anh vứt nó vào một góc nào đó. Rồi anh lại than sao anh lại khổ. Bước đầu anh đã có duyên với Phật Pháp, anh đã quản kết thiện duyên với những đồng đạo. Đó là bước đầu giúp anh khai ngộ, tự thay đổi vận khí của mình. Từ bây giờ, bạn hãy trang bị cho tâm lý của chính mình những ý niệm thiện lành, tự gieo cho mình những hạt giống quang minh. Dần dần vận khí của bạn sẽ hưng vượng, phước báo sẽ đến. Thông qua con đường hành thiền học Phật, thông qua quản kết thiện duyên với người thiện lành, không chỉ may mắn về phước báo, hạt giống này còn là tiền đề cho bạn về cõi lành. Không ai thoát khỏi được cái chết, không ai biết được mình chết lúc nào. Dù bạn có sợ hãi hay trốn tránh chữ chết thì đó là một lẽ thường trong đời sống này, có sinh sẽ có diệt. Nhưng chúng ta có thể chuẩn bị hành trang cho cái chết, chuẩn bị cho tâm thức của chính mình. Đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Bất kể khi nào vận của bạn suy, gặp chướng ngại, hãy nhớ câu chuyện về chiếc gậy thét để tự thức tỉnh chính mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.